Kính thưa quý vị, hôm nay em Thiện sẽ đưa quý vị đến một dự án nhà chia lô xây mới ở phố Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu ai vẫn chưa biết Doãn Kế Thiện là con phố nào, thì em xin mô tả thêm là nó nằm ngay gần chợ Đồng Sa, gần làng trẻ em SOS, gần phố Phạm Văn Đồng. Phố này thì có thể đi thông sang Hồ Tùng Mậu, đoạn gần cầu vượt Mai Dịch, địa bàn thuộc quận Cầu Giấy. Ở đây thì cũng chỉ cách bệnh viện 198 Bộ Công an khoảng 1 km. Và nếu tính đơn vị là mét thì cũng chưa tới 2.000m là đến bến xe Mỹ Đình. Đặc trưng của khu vực này là rất nhiều trường đại học. Trong vòng bán kính từ 500m đến khoảng 2 km thì có rất nhiều trường đại học. Gần nhất thì là Cao đẳng Múa, Đại học Thương mại, Cao đẳng Thương mại và Du lịch, Đại học Điện lực. Xa hơn là Học viện Báo chí, Đại học Sư phạm. Chúng ta thấy là chỉ đi một đoạn thôi là chúng ta ra đến đường Phạm Văn Đồng rồi. Và bên kia đường chính là Khoa Pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng ta cùng bắt đầu với một dự án nhà xây mới chất lượng và có sức hút rất lớn tại khu vực này. Tổng thể thì ở đây có 6 căn với mức giá chênh lệch nhau khá là nhiều. Từ dưới 4 tỷ có thương lượng cho đến căn cao nhất là 6 tỷ 8. Diện tích nhà được công nhận trên sổ đỏ thì dao động từ 30-33 cho đến 40-45m. Mặt tiền của 3 căn ngoài này thì rộng từ 4,5 đến 5m. Còn căn nhỏ hơn thì có mặt tiền là 3m82. Hướng nhà thì chúng ta có 2 hướng chính. Có 3 căn quay sang hướng Nam ghé Tây. Ghé một chút thôi, không đáng kể. Và 3 căn còn lại thì là hướng mặt trời mọc. Nhà ở đây thì có sổ đỏ riêng chính chủ và tách trước khi xây. Và đương nhiên, những dự án như thế này thì những căn phía ngoài bao giờ cũng có diện tích rộng hơn để bán được giá cao hơn. 3 căn ngoài thì có diện tích rộng hơn. 2 căn đầu thì thiết kế phòng master tầng 2 và có 4 ngủ thoáng trước thoáng sau. Trong khi đó căn số 3 thì thiết kế cầu thang giữa, mỗi tầng 2 phòng và có đến 6 phòng ngủ. Để đáp ứng nhu cầu của đa số quý vị thì em sẽ quay căn ít tiền hơn và là căn hoàn thiện trước. Những căn ở phía ngoài thì vẫn chưa hoàn thiện xong. Ở đây thì cũng đã bán 2 căn rồi. Đây là căn nhỏ tiền hơn với bộ cửa chính là cửa lim rất là đẹp. Chúng ta có tiền thì chúng ta mua đâu cũng được. Nhưng mua ở đây thì là khu có rất nhiều trường đại học và là một trong những khu vực phát triển sầm uất nhất thủ đô. Ở đây thì gần bến xe, gần bệnh viện, chợ cũng rất gần. Nếu ai có quê hương ở các tỉnh như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và các tỉnh phía Tây Bắc nói chung thì rất là tiện về quê. Vì ở khu vực trung tâm nên giá thường tăng đều và ổn định, dân trí tốt. Ai mà không ở thì cho thuê cũng được giá rất cao. Vì ở đây nhu cầu thuê là rất lớn. Trở lại với căn nhà quý vị đang xem thì căn này có mặt tiền là 3m82. Diện tích xây dựng thì vào khoảng 32m2 x 5 tầng. Về nội thất thì nhà được trang bị đa phần là đồ gỗ. Bộ cửa chính gỗ lim, cửa thông phòng gỗ lim, sàn gỗ đủ các phòng ngủ, thiết bị vệ sinh hiện đại, bậc cầu thang và tay vịn cầu thang cũng là gỗ lim. Về pháp lý thì nhà đã có sổ đỏ chính chủ, đủ giấy tờ. Ở đây thì trước kia là khu chia lô cán bộ của khu văn công Mai Dịch, cho nên đường xá rất là đều và đẹp, thẳng tắp, dân trí cao. Những cái trang trí bên ngoài thì quý vị đều thấy rồi, em xin không nói thêm. Nhưng những cái thuộc về phần ngầm thì em cũng xin cung cấp thêm để quý vị lưu ý. Về hệ thống điện thì được làm rất chi tiết và sử dụng dây cáp điện có chất lượng tốt, độ bền cao. Vị trí đặt của từng cái ổ điện cũng được tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của căn nhà này. Hệ thống nước ở đây thì sử dụng nguồn nước sạch chung do Vigoaco sông Đà cung cấp. Có 2 nơi dự trữ nước. Thứ nhất thì là bể ngầm ở tầng 1, được làm rất cẩn thận. Và thứ hai là bồn inox ở tầng 5. Máy bơm tự động thì cũng đã lắp đặt. Tất cả điện nước đầy đủ, sẵn sàng sử dụng và an tâm. Quý vị có thể đến tận nơi để trải nghiệm và kiểm chứng. Căn nhà này hiện tại đang có giá chào bán chưa đến 4 tỷ. Giá thì có thương lượng với khách thiện chí mua. Đặc điểm của nhà là một phần, nhưng cái giá ở đây thì nó cũng rất hợp lý. Bởi vì vị trí ngõ khu chia lô rất là gần,
cách phố chính chừng 40 mét. Ngõ thì rất là sạch sẽ, ở phía ngoài thì ngõ giải nhựa, địa chỉ rất dễ tìm, chỗ để ô tô cũng cực kỳ nhiều. Với công năng sử dụng được tối đa và vị trí nhà là rất tốt, nên ở đây xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng đã có nhu cầu mua tại khu vực này. Về thiết kế của căn này thì chúng ta thấy rồi, mỗi tầng một phòng, cầu thang cuối. Như vậy chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ ở các tầng 2, 3, 4. Tầng 5 thì là sân phơi phòng thờ. Nếu cần xem nhà thì xin quý vị gọi trực tiếp cho em Thiện theo số điện thoại là 0962 802 792. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời quý vị xem tiếp video.